Rồi chào mọi người, hôm nay mình xin trình bày một ca khúc Đổi Thay. Ca khúc này thì mình xin dành tặng cho anh Lâm Lâm. Vì nói chung là ai cũng thử thay không? Ai cũng đòi hỏi nhóm anh xin ai cũng thế này. Nhưng trong ai yêu đang không còn người ta thương. Ngon hơn.